xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cảnh cô Bi ở trong khu vui chơi nha. Bởi vì ngày mai là ngày nó đi học mất rồi các bạn, cho nên ngày hôm nay mình dẫn nó đi chơi xe khoai để ngày mai nó bắt đầu một cái học kỳ mới. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem video nha. Thank you.
rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.